Rồi em chào tất cả anh em nghe anh em. Hai bộ nồi này tính quay với anh em nhưng mà ngày mai em quay với anh em luôn, hoặc là em kết thúc video này sớm em quay với anh em nhanh hai bộ nồi đó. Rồi để ngày mai em đăng. Mà thôi đi anh em, ngày mai em quay hai bộ nồi cho anh em coi. Hai bộ nồi của khách hoàng về đó. Thì bữa nay nói chung là để tại đợt rồi em có lấy vài bộ ốc máy, lấy hai bộ ốc máy mà về đó, thì anh em phản hồi tốt, rất nhanh. Anh em phản hồi tốt, kiểu như anh em mua nhiều đó. Thì đợt này em về được tổng cộng em mới về được 4 bộ ốc máy nè. 4 bộ ốc máy thì bao gồm 14 chi tiết nha anh em. 14 chi tiết. Nó bao gồm là hai con 6 x 28, hai con 6 x 32, 5 con 6 x 40 đó. Một con 6 x 50. Một con 6 x 65. Một con 6 x 70 và hai con 6 x 80 nha anh em. Đủ 14 chi tiết nha. Đúng hàng xé bịch mắc in Thái Lan nha anh em nha. Đó. Đợt này em về được 4 bộ, nhưng mà ngày mai em giao cho hai ông anh hết 2 bộ rồi. Mà em giao cho hai ông anh hết 2 bộ rồi. Đây nè. 3 bộ với 1 bộ em quay nữa là 4 bộ, mà em giao cho hai ông anh 2 bộ thì em còn 2 bộ đó anh em. Anh em nào mà có nhu cầu mà Tết này dọn xe vô ốc mới thì anh em hú em. Đó. Giá thì em báo ngay từ đầu video luôn nè. Nói chung á, là đợt này em tính lấy tới 10 bộ lận, nhưng mà nó do là hết hàng nha anh em nha. Nó sắp tới là có thể lên giá, nhưng mà em sẽ cố gắng giữ giá cũ cho anh em. Chỗ nào anh em khác người ta bán nhiêu em không biết. Anh em cũng đừng có lấy cái giá chỗ em so sánh chỗ người ta, và đừng có lấy cái chỗ giá người ta so sánh chỗ em. Nó có thể nó trên nhau vài chục ngàn, cũng có thể trên nhau 100 ngàn, là chuyện bình thường, tại việc mua bán mà. Anh em thích đâu anh em mua đó. Đó. Còn em ở đây em bán một bộ 14 chi tiết đầy đủ cho anh em. Về lắp là nắp nồi, nắp lửa, mang cá đồ đầy đủ hết cho anh em 3 nắp. Đó. Là em bán 490 ngàn. Đó. Còn anh em khác bán đâu bán em không biết. Rồi em cho anh em trước mắt là em cho anh em coi hai con ốc 6 x 28 ha. Nói chung ốc này đẹp anh em ơi. Em quay ban đêm thì cái màu của nó nhìn không đẹp. Nếu mà em quay ban ngày màu đỉnh lắm. Màu nó ngà vàng vàng xanh xanh, vàng xanh xanh đó anh em. Ốc này là hoàn toàn xé bịch chưa sử dụng nha anh em. Anh em thấy nó chuẩn ốc Thái không? Ốc người ta, cái đầu của người ta, nhà sản xuất người ta, cái đầu nè anh em thấy không? Đó em hay nói với anh em đó, cái đầu nó tóp vô, người ta người kỹ sư người ta sản xuất ra thấy không? Thiết kế cái đầu nó tóp vô để mình đúc cái đầu điếu vô nó dễ á. Đó. Tiếp theo là hai con 6 x 32. Rất đẹp nha anh em. Màu xe rất đỉnh. Nói chung anh em dọn khuôn mới là cực kỳ đẹp. Anh em nào dọn nè. Đây là 5 con 6 x 40 nè. 5 con 6 x 40 nha anh em. Hoàn toàn là ốc đúng hàng xế bịch made in Thái Lan hết. Hàng này là chỉ có một tem nha anh em. Hàng này chỉ có một tem thôi. Nhìn phơi này chứ. Đó, em bán cho anh em bao anh em đúng hàng. Tại vì cái ốc 14 chi tiết này, ốc Việt á, ở Honda Việt Nam mình mua hình như có một bộ có 100 mấy chục ngàn à. Nhưng mà cái màu nó thì tỷ anh em thôi. Một bộ ốc Việt 100 mấy chục ngàn với một bộ này 490 à. Anh em tự so sánh đi rồi cũng anh em nào thích cái nào thì chơi cái nấy. Màu phơi quá cho phơi anh em. Quá trời đẹp. Em gom lại luôn. Đó. Anh em mến hú em. Một bộ đầy đủ 14 chi tiết 490 ngàn. Đó. Anh em mến hú em nha. Không mắc đâu, em hứa với anh em giá này em bán là trên thị trường em bao anh em, hứa với anh em luôn không mắc đâu. Anh em không tin thì thử đi hỏi đi, hỏi không mua người ta. 490 ngàn bộ nha anh em, 14 chi tiết full đầy đủ cho anh em, nắp lồi, nắp lửa, mang cá bao đẹp cho anh em tới từng cm luôn. Em quay ban đêm thôi chứ ban ngày cái màu nó lên cực đẹp.
Còn ốc Việt làm gì có cửa, ốc Việt cái màu trắng xác mà cái nước xi làm gì được vậy anh em. Đó, mình cũng chơi thì đã mình chấp nhận mình chơi rồi, mình đừng có so sánh. 480 ngàn bộ nha anh em, đồng bánh hú em. Em chỉ còn hai bộ nữa nha anh em, tại ngày mai hai bộ này là em giao cho hai ông anh rồi. Đó, ốc bẩn hết nha anh em, ốc bẩn này ngày mai em giao cho ông anh của em hai bộ nó là sạch bẩn luôn rồi. Thì ốc ốc bắt cái ốc này ốc gì ta? Ốc bắt mặt nạ, ốc bắt mặt nạ thì còn nha anh em nào mến hú em bộ 70 ngàn. Đó, bộ ba con 70 ngàn. Đó, chụp buri này, chụp buri color nè của em Black FI, anh em gắn cho quay cho 10 bao đẹp luôn, cái tẩu nằm lúc ở trong luôn nè, thấy không, một cái 195 ngàn. Chống nghiêng còn chống nghiêng ngày mai em giao một cái, chỉ còn một cái duy nhất nha anh em. Chống nghiêng là ngày mai em giao cho ông anh chung với cái đơn bộ ốc máy nè là một cái rồi, chỉ còn một cái duy nhất thôi, còn ông anh thì ổng lấy chống nghiêng. Còn cái ốc bắt heo dứ này còn tổng cộng được 3 bộ là sập. Ốc bắt heo dứ này một bộ 2 con. Một bộ 2 con là 95 ngàn. Cao su cần số là 45 ngàn một cái, đúng hàng số bịch Mắc Linh Xá Lan. Bao mềm bao dẻo cho anh em. Còn gì nữa không ta? Sập luôn á trời, thun con anh em nào mến hú em, thun con có đủ. Đó, còn anh em mua lẻ lò xo có bán luôn nha, mua lẻ cái bộ lò xo chống nghiêng này bán luôn, một bộ bán cho anh em là giá là 60 ngàn, lò xo với chống nghiêng là 60 ngàn một bộ, đa bao đẹp cho anh em luôn. Đó, rồi chào anh em nha. Nói chung cập nhật cho anh em về được món ốc mới, anh em nào mến thì hú. Đó,